thông tin bất ngờ về nghịch tử, giết mẹ rồi đi kể khắp làng. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1975, trú tại Bản Lốt, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là bà HTT, sinh năm 1942, mẹ ruột của đối tượng. Được biết bố Thi mất đã lâu, Thi là con út trong gia đình có ba anh chị em. Anh trai Thi lấy vợ và ra ở riêng cách đó không xa. Con chị gái Thi thì làm ăn, sinh sống bên Trung Quốc. Bản thân Thi mặc dù năm nay đã 42 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Theo người dân địa phương, trước đó bà T từng đưa Thi đi khám và lấy thuốc uống về thần kinh. Thi có biểu hiện tâm lý không bình thường. Đến khuya ngày 12 tháng 5, người dân địa phương còn nghe thấy Thi la hét ầm ĩ. Sau đó thì đến rạng sáng ngày 13 tháng 5, Thi đi sang các nhà hàng xóm để kể rằng trong nhà mình có một người phụ nữ lạ, là người ngoài hành tinh, tên là Mỹ Lệ. Thấy Thi ăn nói làm nhảm, nghi là có điều bất thường xảy ra, một số người dân địa phương đã chạy sang nhà Thi để tìm hiểu xem sự việc như thế nào, thì phát hiện ngoài nhà có nhiều vết máu, liền báo với công an. Lãnh đạo PC45 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, về thông tin đối tượng Thi từng được gia đình đưa đi khám và chữa bệnh về thần kinh thì chưa có tài liệu sổ sách cụ thể. Tuy nhiên, từ khi cơ quan công an bắt giữ đối tượng, Thi có biểu hiện bất bình thường, nói năng nhảm nhí, nói rằng nhà mình bị ma ám. Để kết luận cuối cùng của đối tượng có bị bệnh về thần kinh hay không, thì cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu để giám định. Theo ghi nhận, sau khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, người dân địa phương tỏ ra hết sức bàng hoàng trước thông tin Thi giết mẹ ruột của mình. Bởi bình thường, hàng xóm vẫn thấy tình cảm của hai mẹ con Thi cũng khá đầm ấm. Thì chịu khó làm lụng kiếm tiền nuôi mẹ già. Bước đầu cơ quan công an xác định khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5, Thi đã thực hiện hành vi giết bà T. Hiện PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ án.